quý vị đang đến với chuyên mục Đối thoại mỗi ngày. Thưa quý vị, trước đây trong một cuộc trao đổi với tiến sĩ Phạm Văn Võ, trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh về những thắc mắc xung quanh vấn đề liên quan đến quản trị chung cư và có nhắc đến phí bảo trì chung cư. Để tìm hiểu sâu rộng hơn về vấn đề này, ngày hôm nay Minh Vi xin mời quý vị chúng ta sẽ dành ít phút để đối thoại trực tiếp với ông Lê Hoàng Châu, là chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh. Phí bảo trì chung cư đang là vấn đề nóng khi tranh chấp giữa người dân và chủ đầu tư tập đoàn Ken Nam lên đỉnh điểm cần sự can thiệp cấp bách của chính quyền. Thực trạng nợ phí bảo trì hay không bàn giao phí bảo trì cho ban quản lý đang diễn ra ở nhiều chung cư trên địa bàn cả nước. Bên cạnh đó, việc thu và sử dụng quỹ 2% để bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư đã gây ra nhiều tranh cãi xung đột. Thực tế, các vấn đề liên quan đến việc quản lý vận hành nhà chung cư là những điều rất quan trọng bởi nó gắn với quyền lợi của rất nhiều người dân đô thị. Hơn nữa, trong thời gian qua, chính những quy định chưa rõ ràng của pháp luật liên quan cũng đã đưa đến những xung đột của cư dân tại các tòa nhà chung cư với chủ đầu tư cũng như các đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư. Ông đầu tiên thì ông có thể chia sẻ cho các khán giả biết những cái vướng mắc pháp lý xung quanh quỹ bảo trì chung cư đang còn tồn tại và trong thời gian tới khi mà có luật mới thì những vấn đề này sẽ được giải quyết triệt để như thế nào ạ? Hiện nay cư dân chọn căn hộ chung cư để làm nơi sinh sống, đó là một xu thế chủ đạo trên thị trường bất động sản trong nhiều năm qua. Khi vào ở trong chung cư thì chúng ta thấy cũng có nhiều vấn đề hệ lụy phát sinh và cũng có một số chuyện nó cũng không được như ý. Chẳng hạn như bây giờ cái chất lượng xây dựng chung cư. Thứ hai là các cái tiện ích của trong chung cư, vấn đề cái công tác quản lý vận hành chung cư. Rồi chúng ta thấy rằng có những cái vướng mắc chung quanh về cái phí quản lý mà thu hàng tháng của các hộ gia đình. Hiện nay cũng nổi lên một vấn đề nữa, đó là vấn đề cái phí bảo trì của chung cư. Từ luật nhà ở năm 2005 có hiệu lực từ năm 2006 trở đi, thì có thể mới quy định chính thức cái phí bảo trì chung cư phải được thu ngay khi mua nhà, tương đương với mức 2% giá trị hợp đồng trước thuế. Và cái phí đó là người mua nhà phải nộp cho chủ đầu tư, phí đó sẽ dùng để bảo trì cái phần sở hữu chung của nhà chung cư. Trước năm 2005, trước luật nhà ở thì lại chưa quy định. Cho nên đây cũng là những vấn đề mà hiện nay mà chúng ta phải xem xét để xử lý cho nó hợp tình hợp lý. Là luật nhà ở năm 2005 vừa rồi đã được Quốc hội sửa đổi bằng luật nhà ở năm 2014, thì có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2015. Thì trong đó cái phần mà công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng, quản trị chung cư, trong đó có phần sử dụng kinh phí bảo trì, thì lần này được Quốc hội thông qua với những cái nội dung mới so với trước đây để nhằm khắc phục những cái mặt tồn tại trong cái việc quản lý nhà chung cư, đặc biệt là quản lý cái kinh phí bảo trì trong nhiều năm qua mà nó không được thực hiện một cách nghiêm túc, dẫn đến chung cư bị xuống cấp, bị hư hỏng nhưng mà không được sửa chữa kịp thời, làm cho bà con ở trong chung cư cảm thấy bất an. Vâng, thưa ông, với góc độ pháp luật thì khi xảy ra những cái vụ việc tranh chấp như thế đó thì sẽ được thông qua bằng những cái quy định hiện hành nào? Hiện nay thì chúng ta vẫn còn phải thực hiện theo luật nhà ở năm 2005, chưa đến ngày 1 tháng 7 là thực hiện luật nhà ở mới. Chúng ta biết rằng theo luật nhà ở năm 2005, quỹ bảo trì về nguyên tắc là phải được bàn giao cho cái ban quản trị của chung cư và ban quản trị chung cư đó sẽ được phép sử dụng cái kinh phí này nhằm mục đích duy tu, bảo dưỡng, bảo trì cái phần sở hữu chung của toàn bộ chung cư. Trên thực tế đó là nhiều chung cư đã đưa vào vận hành, người dân đã ở, nhưng mà có những chủ đầu tư đã thu kinh phí bảo trì này thì nhưng mà chủ đầu tư là chưa bàn giao cho ban quản trị, viện dẫn nhiều lý do thì nó dẫn tới cái tranh chấp giữa cư dân với chủ đầu tư. Cho nên chúng ta thấy rằng những cái tranh chấp nổi đình nổi đám trong thời gian vừa qua thì nó đặt ra một vấn đề là phải thay đổi những cái quy định của pháp luật để quản lý cái kinh phí bảo trì chung cư này. Theo luật cũ thì ban quản trị nhà chung cư là không có tư cách pháp nhân. Và trong cái phương thức quản lý của ban quản trị cũ cũng có những cái lỏng lẻo. Thí dụ như trong ban quản trị, một người được bầu vào ban quản trị, chẳng hạn như là vài tháng sau là bán căn hộ đi chỗ khác. Cho nên nếu chúng ta không có cái cách để quản lý cái kinh phí bảo trì chung cư một cách nó nghiêm ngặt, minh bạch, thì có thể sẽ gây tổn hại cho cư dân ở trong chung cư đó. Cho nên là trong luật mới thì đã quy định nhiều điểm rất là mới. Chẳng hạn như bây giờ thứ nhất là đối với cái ban quản trị, nếu mà chung cư đó đã có lượng cư dân là ở từ khoảng 50% số lượng căn hộ, dứt khoát là phải được thành lập ban quản trị. Lần này lại là có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, sẽ hoạt động theo một trong hai phương thức
mà cư dân ở chung cư đó lựa chọn, hoặc là ban quản trị hoạt động theo mô hình của ban chủ nhiệm hợp tác xã, hoặc theo mô hình hội đồng quản trị của công ty cổ phần. Ngay sau khi thành lập ban quản trị thì trong vòng 7 ngày là phải chuyển cái kinh phí bảo trì này cho ban quản trị, phải gửi vào ngân hàng, và cái ngân hàng nào đó thì do tập thể cư dân ở chung cư đó quyết định, và gửi vô cái tài khoản tiền gửi với luật nhà ở năm 2014 và sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Thì cái quyền lợi của người dân và cái quyền hạn của cái ban quản trị chung cư là được tăng cường so với trước, bảo đảm minh bạch hơn, có cái cơ chế để xử lý cái tranh chấp. Có một cái vấn đề đặt ra, đó là đối với những cái chung cư mà từ trước luật nhà ở năm 2005, người dân khi mua nhà là chưa có nộp cái tiền phí bảo trì, thì bây giờ xử lý như thế nào? Trong dự thảo nghị định cũng như là trong cái thông tư của Bộ Xây dựng và sắp tới sẽ ban hành, nếu trong trường hợp đó thì cái hội nghị nhà chung cư đó, thì tập thể chủ sở hữu nhà chung cư khi có sự cố xảy ra thì cư dân sẽ thống nhất với nhau một cái khoản mà mỗi người sẽ đóng để thực hiện, để làm kinh phí bảo trì cái phần đó. Vâng, thưa ông, hiện tại thì cũng có rất là nhiều người dân, người mua hoặc là thuê sử dụng nhà ở chung cư, họ rất là quan tâm tới cái quy trình cụ thể khi mà mình xử lý vụ việc tranh chấp xảy ra, và họ sẽ có những ứng xử như thế nào phù hợp nhất và tốt nhất cho quyền lợi của họ. Đối với công tác quản lý chung cư thì rất tôn trọng cái quyền của chủ sở hữu nhà chung cư, bao gồm cả chủ đầu tư. Chúng ta hết sức là phát huy cái vai trò của tập thể cư dân ở đây. Tức là chúng ta phải thông qua cái hội nghị nhà chung cư theo quy định, chẳng hạn như là 6 tháng phải họp một lần hoặc là 1 năm phải họp một lần. Bây giờ cũng có những trường hợp cấp bách là có thể họp bất thường. Thì hiện nay theo luật chợ năm 2014 có quy định rằng việc quản lý vận hành nhà chung cư là phải do đơn vị chuyên nghiệp có chức năng hành nghề quản lý vận hành nhà chung cư, có chức năng là bảo trì nhà chung cư. Có vấn đề đặt ra là chủ đầu tư có được thực hiện các việc đó hay không? Nếu chủ đầu tư có chức năng đó thì chủ đầu tư cũng có thể tham gia cái này, nhưng mà thông qua cái phương thức đấu thầu giống như mọi doanh nghiệp khác. Sống trong một cái tập thể nhà chung cư thì phải nói cũng giống như tất cả trên một con thuyền đi ra biển. Cho nên mọi người là phải cùng với nhau, góp sức với nhau, góp trí tuệ với nhau, dân chủ, bàn bạc, thỏa thuận để chúng ta đi đến những cái quyết định là ban quản trị phải làm gì để duy trì một cái hoạt động của nhà chung cư một cách văn minh, sạch đẹp và đầy đủ tiện ích. Xin cảm ơn ông. Thưa quý vị, qua những chia sẻ của ông Lê Hoàng Châu là Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh thì quý vị đã hiểu rõ hơn về vấn đề những cái vướng mắc xung quanh phí bảo trì chung cư, và bên cạnh đó thì chúng ta cũng được chia sẻ về những quy định mới sẽ được ban hành vào tháng 7 sắp tới. Chuyên mục Đối thoại mỗi ngày xin được khép lại tại đây. Minh Vy rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.